Nhận được tin báo của phóng viên Dân Việt, sáng ngày 21 tháng 1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hiệp, tỉnh Bình Định, Phạm Thanh Liêm cùng phóng viên đã đến hiện trường khai thác đất trái phép tại xã Đại Thuận để tìm hiểu thực hư về vụ việc. Khi vị chủ tịch xã có mặt, tại khu vực này vẫn đang có hai máy xúc gầm rú hoạt động hết công suất, liên tục múc đất đổ lên xe tải có dán logo Đức Việt, lần lượt vận chuyển đất vượt qua vườn keo hướng về quốc lộ 1. Điểm đến là công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Mỹ Hiệp, giai đoạn 2. Đại công trường khai thác đất trái phép này có diện tích rất rộng, lên đến hàng ngàn mét vuông. Tại đây, khu đất đồi nằm sát rừng keo của người dân địa phương bị đục khoét nham nhở, đào sâu hơn 1 mét. Giám đốc công ty Đức Việt, ông Phạm Đức Dũng thừa nhận, chủ đầu tư dự án công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Mỹ Hiệp, giai đoạn 2, giao cho đơn vị thi công tự tìm nguồn đất. Tuy nhiên, do không có mỏ đất, nên công ty Đức Việt đã tự ý khai thác tại khu vực có sổ đỏ của người quen. Trở về thi công dự án, công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Mỹ Hiệp, tỉnh Bình Định, giai đoạn 2, do Ủy ban Nhân dân huyện Phú Mỹ làm chủ đầu tư. Đơn vị trúng thầu là liên doanh công ty Nguyên Tín, công ty Thịnh Hưng và công ty Đức Việt, theo loại hợp đồng chọn gói với giá trúng thầu hơn 12,3 tỷ đồng.